Sang châu Á, Ronaldo lại lập kỷ lục về mức thu nhập. Daily Mail ngày 30 tháng 11 đưa tin, siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã đồng ý với điều khoản của một hợp đồng kỷ lục cùng câu lạc bộ Al Nassr của Saudi Arabia và nhận mức lương 172,9 triệu bảng, tương đương 200 triệu euro một năm. Với mức lương này, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ được đãi ngộ tốt nhất thế giới. Cầu thủ đang được trả lương cao nhất thế giới hiện nay là Mbappé cũng chỉ có mức lương là 106,74 triệu bảng một năm, số liệu của Forbes năm 2022. Anh đã bắt đầu quá trình chuyển đồ đạc khỏi Manchester khi kết thúc World Cup 2022. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ bay sang Saudi Arabia đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Thực tế, nguyện vọng của anh vẫn là ở lại châu Âu thi đấu. Thế nhưng, không có bất kỳ câu lạc bộ nào ở lục địa già muốn chiêu mộ CR7 bởi mức lương của anh quá cao. Bên cạnh tài chính, một lý do nữa khiến Ronaldo lựa chọn đội bóng Saudi Arabia là ban huấn luyện Al Nassr có rất nhiều người Bồ Đào Nha nên sẽ dễ dàng hỗ trợ cho ngôi sao 37 tuổi. Nhiệm vụ của Ronaldo là giúp Al Nassr cạnh tranh chức vô địch Saudi League với đối thủ lâu đời là Al Hilal. Al Hilal với 18 lần vô địch Saudi Arabia chính là câu lạc bộ từng giải cứu hụt số 7 khỏi Old Trafford với số tiền gây choáng 300 triệu euro cho hợp đồng trong hai mùa giải hè vừa qua. Câu lạc bộ Al Nassr đoạt 9 chức vô địch quốc gia và 6 cúp nhà vua cũng như 3 cúp thái tử. Tuy nhiên, Al Nassr đang gặp nhiều khó khăn và đã không đăng quang ở đấu trường cúp quốc nội kể từ năm 2014. Bóng đá Saudi Arabia cũng đang có những bước phát triển vượt bậc những năm gần đây. Họ vừa gây sốc World Cup Qatar 2022 với chiến thắng trước Argentina của Messi. Sau trận thắng, các cổ động viên của đại diện châu Á đã mở hội trên những khán đài. Họ tràn ra ngoài sân Lusail và bắt chước kiểu ăn mừng mang thương hiệu của Ronaldo khi nhảy lên không trung và vung tay sang hai bên, hét lên siêu. Một làn sóng lớn người hâm mộ và người dân Saudi Arabia sau đó cũng tham gia ăn mừng và lặp lại hành động này. Trả lời phỏng vấn với Sky News, Bộ trưởng Bộ Thể thao của Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faisal đã chia sẻ quốc gia nào mà không mong muốn Ronaldo chơi cho những giải đấu của họ. Anh ấy và Messi là hai hình mẫu tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ noi theo. Vì vậy, tôi rất hy vọng được nhìn thấy cả hai cùng thi đấu ở các giải đấu của chúng tôi. Dù giải đấu của Saudi Arabia không phải là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất châu Á, nhưng chúng tôi đang xây dựng mỗi ngày để nó phát triển hơn trong tương lai. Ông còn cho biết bản thân cũng có ý định mua lại Manchester United hoặc và Liverpool bằng quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia. Năm ngoái, Ronaldo từng được mời làm đại sứ với mức lương 7,3 triệu đô la Mỹ mỗi năm để quảng bá du lịch cho Saudi Arabia, nhưng anh từ chối vì không đủ thời gian. Thời điểm hiện tại, Ronaldo vẫn đang tập trung cho tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Tiền đạo này mở tỷ số từ chấm phạt đền trong chiến thắng 3-2 trước Ghana, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Dù bận rộn, anh cũng đã kịp điều một chiếc xe container để thu dọn đồ đạc khỏi căn biệt thự của số 7 ở Manchester. Dù chịu nhiều ý kiến cho rằng phong độ đã giảm dần qua thời gian, Ronaldo vẫn giữ sự nổi tiếng khi là cầu thủ có thu nhập từ ngoài bóng đá cao nhất thế giới với 60 triệu đô la Mỹ, bao gồm các hợp đồng tài trợ từ Nike, Herbalife và LiveScore, theo ước tính của Forbes. Hồi tháng 7 năm 2022, Cristiano Ronaldo đạt thỏa thuận hợp tác độc quyền trong nhiều năm với Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, và ra mắt bộ sưu tập NFT đầu tiên vào ngày 18 tháng 11. Ronaldo cũng là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Instagram với con số ấn tượng hơn nửa tỷ người theo dõi.